giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 100 Chư vị đồng học Xin mời xem Cảm ứng thiên Đoạn thứ 87 Cướp bóc để trở nên giàu có Xảo trá cầu thăng quan lên chức Chú giải Trong Vựng biên hàng đầu tiên Chúng ta đọc qua một lần Nói đến lỗ lược chẳng phải là do dùng phương thức chiến tranh để chiếm đoạt Thì làm sao các vị đạt được Những kẻ làm quan bóc lột dân chúng Lén bòn rút công quỷ Hoặc bọn cường hào ác bá cho dai nặng lãi Đều là lỗ lừa Dùng kiểu ấy để làm giàu Ác sẽ dẫn đến những chuyện nhà tan cửa nát Gia đình chia lìa, vợ gào, con khóc có thừa Há có thể an hưởng ư Trong đoạn này Đã đem ý nghĩa của hai từ lỗ lược nói ra rất thấu triệt Việc này ở trong nhà Phật Thì thuộc về giới trộm cấp Phạm vi của trộm cấp là vô cùng rộng bất luận là dùng thủ đoạn và phương thức gì đoạt lấy tài vật của người khác hoặc giả là bóc lột lợi ích của người khác đều là thuộc về trộm cắp quả báo của trộm cắp rất là nghiêm trọng nếu như không có Phật nói Thì người thế gian Đức thực là Không có cách gì lý giải được Ở trên kinh luận Phật đã nói vô cùng rõ ràng Cũng nói rất nhiều Rất rõ ràng nếu như chúng ta trộm cắp tài vật của một người kết cái tội đó thì tương đối nhẹ tương lai phải trả nợ thì chỉ trả có một người nếu như là công trình thiết bị công cộng cũng như người thế gian thường hay nói những kẻ tham quan ô lại thì những thứ mà họ xâm đoạt là tiền thuế của nhân dân là tài vật của quốc gia nếu như kết tội thì tương lai phải trả nợ tất cả những người nộp thuế đều là chủ nợ của người này sự việc này thì phiền phức quá lớn rồi chúng ta hãy nhìn xem những chủ nợ này là ai chủ nợ có bao nhiêu người vậy nếu là công trình công cộng vì thì người chủ là nhân dân của cả nước bạn nói xem phải làm sao đây Đến khi nào thì bạn mới có thể trả xong đây Nghiêm trọng hơn cái này nữa là Phật nói Vật của thường trụ Chính là tài vật Ở trong tăng đoạn Trên kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói rất hay phật nói cái tội ngũ nghịch thập ác thì phật còn có cách để cứu nhưng cái tội trộm cắp đồ vật của thường trụ thì phật không thể cứu rồi vì sao vậy vì những tài vật ở trong các công trình công cộng của tự viện thì cái phạm vi của nó Chính là mười phương thường trụ Số chủ nợ Thì nhiều hơn là số người Trong một quốc gia rất nhiều Tất cả những người xuất gia trong tận hư không khắp pháp giới Đều có phần Số lượng của những chủ nợ này Nhiều hơn tất cả các loại Chúng sanh Ở trên địa cầu này Cộng lại là rất nhiều, rất nhiều lần Số lượng này không có một người nào có thể tính toán ra được Nhưng mà ngày nay Người xâm đoạt tài vật của tử diện am đường Đều không biết sự lợi hại này Không hiểu cái quả báo này chúng ta đọc kinh phật thâm nhập kinh tạng mới hiểu được cái tình trạng thật sự này phật dạy chúng ta bố thí dạy chúng ta buông xả bố thí là nhân của phước đức bạn có thể tu nhân đương nhiên sẽ có thể chứng quả bạn có thể có được quả báo của nó trong các kinh luận đã nói quá nhiều quá nhiều rồi bố thí tài thì được quả báo tài phú Cho nên tài phú nhất định không phải là Có thể dùng phương thức không chính đáng nào đó Mà có thể tranh đoạt được Việc này trước đây chúng tôi cũng đã nói qua rất nhiều rồi Bất kỳ một thủ đoạn nào Để giành được tài phú Thì cũng đều là do trong mạng của bạn có mà thôi Trong mạng của bạn không có thì dù có dùng một thủ đoạn nào đi nữa Cũng không thể có được Cái đạo lý này Các vị phải nên nghiên cứu Liễu phạm tứ huấn cho thật nhiều Liễu phạm tứ huấn Được lưu thông rất rộng quyển sách này cũng rất dễ dàng để có được hãy đọc cho thật kỹ nghiên cứu thật tỉ mỉ thì bạn sẽ hiểu thôi con người chúng sanh lục đạo ai mà không có dục vọng chứ ai mà không muốn có được tài phú ai mà không muốn được thông minh trí huệ ai mà không mong cầu được khỏe mạnh sống lâu đây là cái dục vọng lớn của chúng sanh trong lục đạo này phật thị môn trung hữu cầu tất ứng đây là thật không phải là giả Phật đã dạy cho chúng ta đạo lý của cầu đắc, dạy cho chúng ta như phương pháp của việc cầu đắc. Nếu như chúng ta tu học như lý như pháp, bạn nhất định có thể được xứng tâm dựa ý. Tất cả những gì bạn mong cầu nhất định có thể đạt được. nếu như là sự khẩn cầu vô lý như đoạn này đã nói thì đây là đoạt chí chi ác đã đi ngược lại với phương pháp và đạo lý cho nên dù đã đạt được thì vẫn là do trong mạng của bạn có bạn nói xem việc này có phải là oan uổng hay không? Chẳng qua cũng chỉ là lấy trước thời hạn những thứ mà trong mạng đã có mà thôi. Thí dụ như trong mạng của bạn có phát tài. 50 60 tuổi mới phát tài. Nhưng vì bạn đã dùng thủ đoạn không chính đáng, khi mới 30 40 tuổi thì đã được tài phú rồi, chẳng qua lấy sớm mà thôi. Chỉ có thể làm được đến đây. Nhưng mà nghiệp tội mà bạn đã tạo ra đã làm cho những thứ mà trong mạng của bạn đáng phải có được. như là tài phú như là thông minh trí huệ hoặc là khỏe mạnh sống lâu đều đã bị việc này làm tổn giảm đi rất nhiều đích thực là được không bằng mất chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý thâm sâu ở trong đó chúng sanh vì sao lại tạo ác cái tình trạng chúng sanh tạo ác này Có thể hiểu được Những người xuất gia tu học Phật Pháp Thậm chí Là những lão tu hành Trong tứ chúng nhà Phật Mà vẫn là không thể đoạn ác tu thiện Vẫn cứ là biết sai mà vẫn phạm cái nguyên nhân này do đâu chúng ta hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ xem đây đều là những tập khí xấu ác đã huân tập từ trong vô lượng kiếp đến nay trong a là nhả thức đang làm chủ những tập khí ác này chính là tự tư tự lợi nên nó khiến cho chúng ta dù biết nhưng vẫn phạm đã tạo tác ra những nghiệp tội càng sâu nặng hơn tự mình không thể nào phát giác ra được Đến khi quả báo hiện tiền Thì hối hận đã không còn kịp nữa rồi Hơn nữa quả báo hiện tiền là rất nhanh Cũng là do chúng ta luôn luôn lơ là không để ý Đến khi một hơi thở ra không trở lại Thì quả báo liền hiện tiền Bạn nói xem nó đáng sợ biết bao chúng ta làm thế nào để đối phó với những tập khí ác của chính mình đây cần phải nhìn thấu buổi nói chuyện sáng hôm qua tôi có nói đến một phương pháp giúp cho mọi người nhìn thấu phương pháp thì có vô lượng vô biên tôi chỉ là lấy một thí dụ để nói thôi chứng tỏ hết thầy chúng sanh chấp trước cái thân này là ta đây nhất định là sai lầm ở trong cái thân tướng này ta đích thực là bất khả đắc Việc gì phải vì cái thân tướng Bất khả đắc này Mà tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp chứ Cái thân tướng này là của ta Nó không phải là ta Hết thảy chúng sanh mê hoặc Mê hoặc căn bản là ở chỗ này đã đem cái thân tướng này chấp trước cho rằng đó là ta Chúng ta phải nên làm thế nào Để bóc trần ra cái ẩn số này đây Để đưa ra lời giải đáp cho cái câu đố này Đến khi nào bạn tìm được cái chân ngã Thì bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ bạn chính là chư phật như lai trong tông môn thường nói bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra bổn lai diện mục chính là chân ngã cái thân này chỉ là của ta mà thôi nó không phải là ta chúng ta phải đem nó phân biệt ra một cách rõ ràng đây là cái của ta đây là một cái công cụ sáu căn mà phật nói ở trên kinh đại thừa là mắt tai mũi lưỡi thân ý năm căn ở phía trước là vật chất điều ở sau cùng là thuộc về tâm lý ở trong thân tâm thì điều không có ta các nhà triết học phương tây nói ta tư duy nên ta tồn tại tư duy là gì họ cũng biết được trong vật chất thì không có ta vậy thì cái gì là ta ta có thể tư duy cái tư duy này cái tưởng tượng này là ta kỳ thực thì vẫn là sai vậy tư duy suy nghĩ là gì là tư duy suy nghĩ của ta là tưởng tượng của ta đây vẫn là thuộc về cái của ta vẫn không phải là ta hay nói cách khác Chúng ta ngày nay nói là từ trên hiện tượng vật chất Từ trên hiện tượng tinh thần Đều không thể tìm ra được cái ta Vật chất và tinh thần Đều là thuộc về cái của ta Là của ta chứ không phải là ta Hôm qua tôi đã nói với các chị đồng học Nếu như lấy đi cái thuộc sở hữu của ta Vậy thì ta sẽ liền hiện tiền Chân tướng liền hiển lộ ra thôi Cái ta chân thật là gì? Hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp Pháp giới Đó mới thật sự là ta Chúng ta đã nhìn thấy trong thư tịch của rất nhiều tôn giáo Cũng là nhìn thấy cái ý này Cái chân ngã chỉ có một cái họ thì gọi là đấng sáng thế xưng gọi là thần thánh ở trong nhà phật thì gọi là tự tánh gọi là pháp thân đó là ta từ ta mà biến hiện ra vô lượng vô biên. Hết thảy chúng sanh hư không pháp giới đều là cái của ta. Ta nếu đã là một của ta là từ ta mà biến hiện ra, các vị suy nghĩ thử xem hết thảy chư pháp thì làm thế nào không bình đẳng Trong nhà Phật có nói Bình đẳng chân Pháp giới Vô Phật vô chúng sanh Chữ vô này Là vô vọng tưởng phân biệt chấp trước Xa lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì chân tướng mới hiện tiền Nhà Phật nói thiện ác Cuối cùng cái tiêu chuẩn là ở chỗ này Nếu tương ưng với tánh đức thì là thiện đi ngược lại với tánh đức thì là ác tương ưng là cái gì là ngộ mà tương phản là mê thông thường chúng ta hay nói đoạn ác tu thiện đây là đối với người sơ học không cứu cánh cách nói cứu cánh là chuyển mê thành ngộ mê chính là ác ngộ chính là thiện nền giáo học của nhà phật từ đầu cho đến cuối không có rời xa cái nguyên tắc này không có rời xa cái mục tiêu này Cho nên đây là Nền giáo dục trí thiện viên mãn Nếu quả nhiên Chuyển mê thành ngộ Thì hết thầy ác mà trong cảm ứng thiên đã nói Đều sẽ tan biến hết Hết thảy thiện và trong cảm ứng thiên đã nói Sẽ tự nhiên đều viên mãn Đây chính là Tu từ căn bản mà các tổ sư đại đức trong tông môn giáo hạ từ xưa đã nói căn bản chính là mê và ngộ cái tướng của mê và ngộ trong lúc giảng giải chúng tôi cũng thường hay nhắc đến một niệm khởi lên mà vì chính mình thì đó là mê một niệm khởi lên mà vì hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới thì đó là ngộ vì chính mình là tư vì chúng sanh là công đại công vô tư người này đã giác ngộ rồi nếu như vẫn còn một chút lòng riêng tư ở trong đó thì người này vẫn chưa giác ngộ không phải là giác cứu cánh không phải là giác viên mãn mê Từng phần từng phần một đang ít đi, ngộ từng phần từng phần một đang tăng lên. Cho nên, trong Phật pháp đại thừa mới nói là Bồ Tát có 51 cấp bậc. 51 cấp bậc là từ đây mà ra. Tiểu thừa, tứ quả tứ hướng cũng là từ đây mà ra cho nên chúng ta nhất định phải biết những chân tướng sự thật này nếu quả nhiên đã giác ngộ trở lại rồi thì chính là nhà phật nói thừa nguyện tái lai khi mê thì là nghiệp lực nghiệp lực đang làm chủ khi ngộ thì chính là nguyện lực làm chủ nguyện lực làm chủ thì tự tại chúng ta dùng cái công cụ là cái thân thể này để thành tựu vô lượng vô biên công đức Nhưng cũng không chấp trước cái tướng công đức Còn khi mê Thì cái công cụ này Đã tạo ra vô lượng vô biên Nghiệp tội Có thể thấy máu chốt Đều nằm ở mê và ngộ Khi còn mê Đối với chân tướng sự thật Thì mù mờ không biết Đến khi ngộ rồi Thì đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh Sẽ rõ ràng minh bạch thông suốt thấu đáo Tự nhiên Sẽ chuyển ác thành thiện Chứ gì đồng học Cảm ứng thiên Đoạn thứ 87 Cướp bóc để trở nên giàu có Cái ý này thì mọi người cũng đã hiểu rồi Xảo trá cầu thăng quan lên chức Chữ thiên ở trong kinh văn có nghĩa là gì? Người hiện nay nó là thăng quan là được chức vị cao hơn từ một chức vị thấp được leo lên chức vị cao hơn đây gọi là thiên họ vì muốn có được cái chức vị này mà đã dùng đến những thủ đoạn không chính đáng hiện tại ở trong xã hội này Tình trạng như vậy Là rất nhiều Bất luận Là cơ cấu của đất nước Hoặc giả là của công ty tư nhân Việc dùng thủ đoạn không chính đáng Để mưu cầu Lên chức vụ cao hơn chúng ta đi đến đâu cũng đều nghe thấy thậm chí là còn nhìn thấy những sự việc như vậy năm xưa tôi ở đài bắc bên bộ giáo dục có một vị quan viên ông cũng là một người bạn cũ của tôi là một phật tử kiền thành có một hôm ông đến nói với tôi ông nói ở bên bộ giáo dục đang còn trống một vị trí ghế chủ quản ông có đủ tư cách để tranh cử Ông hỏi tôi có nên đi tranh cử hay không. Tôi liền hỏi ông, vì ông muốn tranh cử cái vị trí này, mục đích là để làm gì? Ông nói không có gì ngoài việc ông muốn thay quốc gia, thay xã hội để làm thêm một chút việc tốt. Tôi nói nếu ông đã có cái tâm như vậy thì ông có thể đi tranh cử. Nếu như mà chỉ để thăng quan phát tài cái địa vị này cao Bỗng lọc sẽ có rất nhiều Thậm chí là có lúc Làm càng làm bậy Nhận lấy những khoản hối lộ không chính đáng Vậy thì không nên đi tranh cử Bạn nếu muốn tranh cử thì sai rồi Sau khi ông nghe những lời của tôi ông cũng rất tích cực để đi tranh cử, vì sao thì không tranh cử được, ông lại đến gặp tôi. Tôi nói với ông không tranh cử được cũng tốt, vì sao vậy? Vì ông sẽ ít phải bận tâm, ít khổ nhọc thôi. Nếu tranh cử được rồi, thì phải tận tâm tận lực vì quốc gia, vì xã hội mà làm việc tốt. Nếu không tranh cử được thì tự mình an nhàn, tự tại, vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà các cơ hội này Cũng đừng để dục qua Nếu như bạn không thử đi tranh cử Thì bạn là tiêu cực Việc đó biểu hiện điều gì Tâm của bạn không tha thiết gì xã hội phục vụ Bạn cứ đi tranh cử Tranh cử không được thì bạn được tự tại Là do duyên không thành thục mà thôi Cho nên như vậy mà khiến bạn được thanh nhàn tự tại vị này chính là triệu phúc sùng tiên sinh hiện tại đã về hưu rất lâu rồi hiện tại ông đang ở california chức vị không dễ gì mà có được người xưa nói là bất dị cư đảm đương ở cái địa vị nào là bạn đều có chức trách nhất định phải tận trung với cương vị làm tốt tất cả những việc trong cương vị của mình bạn làm được có thành tựu có thành tích thì việc bạn được thăng quan là ở trước mắt tự nhiên sẽ được đề bạt dựa vào thành tích công trạng của bạn mà thăng quan dựa vào tư cách và từng trải của bạn mà thăng quan đây là việc bình thường nếu như trong số những đồng nghiệp mà có người nghĩ hết các phương pháp để chướng ngại người khác thậm chí là đã kích những người đồng nghiệp sự việc này xưa nay trong ngoài nước đều có chúng ta trong quá khứ cũng làm qua những sự việc như vậy cũng đã đích thân thể nghiệm được những việc này đều là tạo tác nghiệp tội rất nặng người khác thật sự bị bạn chướng ngại thì vẫn là do trong mạng của họ không có nếu trong mạng họ có thì bạn cũng không thể chướng ngại họ được rồi trong mạng mà không có bạn có muốn đem cho họ thì họ cũng không lấy được cái lý này rất sâu người biết được không nhiều Cho dù là người độc thuộc liễu phạm tứ huấn, độc thuộc cảm ứng thiên, nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì tự mình vẫn là không thể làm chủ. Cái nguyên nhân này rốt cuộc là ở đâu? Những tập khí ác như thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, đều chưa có nhổ trừ khi cảnh giới hiện tiền vẫn cứ là tùy thuận theo tập khí ác của bạn không có tùy thuận theo giáo huấn của thánh hiền đây không phải là người tu hành tu hành thì mức độ thấp nhất là phải buông xả được tự tư tự lợi thị phi nhân ngã tham sân si mạng dù buông xả một cách miễn cưỡng thì cũng được coi người tu hành nào khi mới bắt đầu mà không phải là miễn cưỡng gượng ép chính mình để mà tùy thuận theo thánh giáo chứ Phải đến một khoảng thời gian nào đó Thì mới có thể có xu hướng theo tự nhiên được Đây là công phu của bạn đã đắc lực rồi Đã cảm giác được không phải toàn bộ Đều miễn cưỡng Đến khi công phu đắc lực rồi thì Pháp hỷ liền sanh khởi Pháp hỷ liền sung mãn Nhưng mà Ngay từ ban đầu Nếu như không khắc phục được chính mình Vậy thì bạn nhất định là làm không được rồi Hay nói cách khác Công phu của bạn dính diễn sẽ không đắc lực dính diễn vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí. Nhìn thấy người khác có được lợi ích, họ được thăng quan, họ được chức vị cao, có được vinh quang thì sự đố kỵ của bạn vẫn là tránh không khỏi. Vào lúc này, chính chúng ta phải nên cảnh tỉnh. Phải có sự cảnh tỉnh cao độ Nếu vẫn còn cái ý niệm này sanh khởi Thì tự mình phải lập tức hiểu là Việc này đang tạo thêm tội nghiệp Tuy là không có cái hành động này Nhưng có ý niệm thì đã là tạo nghiệp tội rồi Là ý nghiệp Khi nào nhìn thấy Người khác được vinh hiển Nhìn thấy người khác được lợi ích Mà chúng ta sanh tâm hoan hỷ Người khác gặp phải khốn khó Mà chúng ta có tâm thương xót Thì công phu này mới chân thật là đắc lực Ý niệm của bạn chân thật là đã chuyển trở lại Chuyển không phải là chuyển ở trên miệng Mà là chuyển ở trong tâm địa Là chuyển ở trong cảnh giới Dũng tâm phải thuần chánh Vì hết thầy chúng sanh phục vụ Cũng đều là ở duyên phận Duyên phận mà chưa đến Thì cứ từ từ mà chờ đợi Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có duyên chư Phật Như Lai mà còn như vậy, vậy thì chúng ta dội vàng cái gì chứ? duyên rất là phức tạp. Phật Bồ Tát các ngài không có chướng ngại, chướng ngại là ở chúng sanh. Chúng ta phải nên luôn thấu hiểu phải luôn rõ ràng là do cơ duyên của chúng sanh vẫn chưa thành thục cho nên các vị hãy xem cổ đại đức đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem khi duyên vẫn chưa thành thục thì không ngực nâng cao chính mình nhà nho cũng nói cái duyên chưa thành thục thì đọc thiện kỳ thân Nghĩa là tự nâng cao chính mình Duyên đã thành thục rồi Thì kim thiện thiên hạ Nghĩa là vì thiên hạ phục vụ Đây gọi là kim thiện thiên hạ Chư Phật Bồ Tát thì cũng như vậy Còn như Cơ hội Trong Phật Pháp chúng ta nói cơ hội khi có cơ hội thật tốt có duyên phận thật tốt thì sẽ làm cho bạn chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực cũng giống như thôn di đà trước đây lý hội trưởng đã tích cực để tranh thủ cái cơ hội này khi đã tranh thủ được cái cơ hội này rồi thì mỗi một chúng ta đều rất vất vả quy mô lớn như vậy thì lượng công việc của chúng ta sẽ tăng thêm nếu không tranh thủ được không có được cái cơ duyên này thì chúng ta ít việc thế nhưng cũng không thể không tích cực tranh thủ không tích cực tranh thủ thì bạn không có tâm từ bi đã tích cực tranh thủ nhưng duyên chưa thành thục thì sự việc này có thể thông cảm đây là đệ tử nhà phật đối với việc cầu thăng quan thì việc thăng quan ở trong nhà phật mà nói đó là cầu cơ duyên có cơ duyên gì chúng sanh phục vụ để có thể làm ra được nhiều cống hiến hơn chúng ta là đan cầu cũng thường hai cầu phật bồ tát gia trị để cho chúng ta có cơ duyên tận tâm tận lực vì phật pháp vì xã hội vì chúng sanh mà phục vụ thế nhưng chúng sanh thì phải có phước mới được nếu như phước đức của chúng sanh vào lúc này chưa có hiện tiền thì, thì việc này sẽ có chướng ngại rồi cho nên cái duyên này rất là phức tạp không phải là một việc đơn thuần tôi muốn giúp đỡ muốn giúp cho bạn nhưng bạn không tiếp nhận là thành tâm thành ý muốn giúp bạn nhưng bạn có nghi hoặc bạn đối với tôi có rất nhiều nghi vấn không tin tưởng vậy là duyên không thành thục khi chưa thành thục thì cứ tự hoàn thiện chính mình nâng cao cảnh giới của chính mình đợi chờ nhân duyên thành thục trong khi chờ đợi chúng ta cũng có thể dùng những phương tiện thiện xảo này để thúc đẩy cho nhân duyên thành thục sự thúc đẩy này là gì thúc đẩy là tăng thượng duyên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay. Phương pháp của các ngài cũng đều là như vậy. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát. Phải học tập cho tốt. Tóm lại mà nói, bất luận là thế pháp hay Phật pháp thì cũng đều phải chân thành mà xử sự, sự đối người tiếp vật đức hạnh mà phật bồ tát vì chúng ta thị hiện tổng kết lại chính là ngày ngày sửa lỗi ngày ngày phản tỉnh ngày ngày sửa lỗi từ sơ phát tâm đến quả địa như lai ngày ngày đều là như vậy đẳng giác bồ tát ngày ngày vẫn đang phản tỉnh kiểm điểm sửa lỗi đổi mới Cho nên các ngài mới có thể viên thành Phật Đạo Chúng ta ngày nay công phu không đắc lực Chính là đã lơ là cái trình tự này Không có chăm chỉ phản tỉnh Không có chăm chỉ sửa lỗi Cổ Đại Đức thường hay nói Người không phải thánh nhân Ai mà không mắc lỗi trong nhà phật thì nói người không phải là phật cho dù là đẳng giác bồ tát thì vẫn còn có lỗi so với cách nói của người thế gian thì còn nghiêm khắc hơn triệt để hơn Cho nên chúng ta đọc Hoa nghiêm thanh lương Trong phần chú sớ Của lý trưởng giả Ông đã vì chúng ta mà nói ra Phật Pháp bất luận là đại hay tiểu thừa Bất luận là tông môn hay giáo hạ Hiển giáo mật giáo Nói đến tổng cương lĩnh của việc tu hành Cũng chỉ là sám trừ nghiệp chướng mà thôi Những lời nói này rất có đạo lý Sám trừ nghiệp chướng Thì trên Kinh Kim Cang nói Lìa hết thảy tướng Đoạn hết thảy ác Bố thí cúng dường Đây là tu hết thảy thiện Nếu như hỏi việc tu hành Trong nhà Phật thì hai câu này đã bao gồm hết rồi Một cái là sám trừ nghiệp chướng Một cái là quản tu cúng dường Đã nói ra hết rồi Đích thực là từ sơ phát tâm đến như lai địa Bất luận là một pháp môn nào Bất luận là một tông phái nào Thì đây cũng là tổng nguyên tắc Tổng cương lĩnh của việc tu học Xảo trá cầu thăng quan lên chức Vừa nhìn thấy thì biết được đây là phàm phu Đây là chúng sanh mê hoặc điên đảo Nên họ mới làm những sự việc này Người chân thật giác ngộ Chân thật hiểu thấu thì quyết không làm những việc này chân thật vì xã hội vì chúng sanh phục vụ nhà phật thường nói bố thí cúng dường dù là thân phận như thế nào cũng đều có thể làm không nhất định là phải có địa vị hay là quyền thế không có địa vị không có quyền thế vẫn là có thể làm trung quốc vào thời xa xưa có một số đồng học đã học qua sách quốc văn có đọc qua chuyện vũ huấn vũ huấn là một người ăn mày ăn mày cũng có thể làm thánh nhân ăn mày cũng có thể làm phật bồ tát Ông mỗi ngày đều đi khắp nơi để xin ăn Ông cứ gom góp từng chút từng chút tiền lại Ông đã xây được không ít trường học Trong nhà Phật chúng ta thì nói người ăn mày đó là Phật Bồ Tát Đó không phải là người phạm Trong mắt của nhà nho thì đó là Thánh Hiền Không phải là người tầm thường từ đó cho thấy hạ à, tất gì phải tranh giành cái địa vị xã hội hiện tại chúng ta nhìn thấy câu nói này các vị hãy tỉ mỉ mà xem những bài báo trong thời gian gần đây đang kỳ tranh cử tổng thống đài loan Câu xảo trá cầu thang quan lên chức Thậm chí là Tổng thống nước Mỹ hiện nay cũng đang tranh cử Tháng 11 này là bắt đầu bỏ phiếu Gần đây chúng ta cũng nhìn thấy ở nước Đức Rất nhiều quốc gia khu vực đều là đang tranh cử cái chức vụ này người hiện tại gọi là tranh tranh tuyển cạnh tranh việc này hoàn toàn không tương đồng với văn hóa truyền thống của chúng ta văn hóa truyền thống gọi là nhường làm gì có đạo lý tranh ở trong đây chứ vào thời xa xưa có ông hứa do người này thì ở trong sách quốc văn các vị cũng có đọc qua rồi người ta muốn mời ông làm quốc vương ông vừa nghe xong thì liền chạy trốn lên núi mà ẩn cư người hiện nay thì lại còn muốn tranh ông thì không cần vì sao không cần vì trách nhiệm quá nặng nề Sự việc này nếu làm không tốt Thì sao có thể được chứ Làm mà tốt Thì đó là bổn phận của các bạn Là việc mà bạn phải nên làm cho tốt Nếu làm không tốt thì đó là tội lỗi Cho nên cái sự việc này Hãy bình tĩnh mà xem xét Bỏ sức ra mà chưa chắc thu được gì Gia Cát Lượng vào thời Tam Quốc Người ta phải ba lần đến liều tranh Mời ông thì ông mới chịu đi làm Bạn hãy suy nghĩ xem Đây mới chân thật là người đọc sách Chân thật là người hiểu lý Không đảm nhiệm chức vụ Thì không can dự đến Không đảm nhiệm chức vụ Thì cuộc sống của chính ta Sẽ tiêu giao tự tại Một khi Có được cái chức gì rồi Thì cúc cung tận tụy Đến chết mới thôi Những chức gì trong thế xuất thế gian Đều không dễ gì tranh được Như trong số những người xuất gia chúng ta trụ trì trong các tự miếu hay những chức vụ chấp sự trong tự miếu những việc này có dễ tranh hay không những chức vụ là trụ trì hay phương trượng này còn khó hơn là làm tổng thống nữa rồi đây là thật không phải là giả trụ trì chánh pháp giáo hóa một phương chức trách của bạn là phải dạy chúng sanh ở một phương này đoạn ác tu thiện phá mê khai ngộ lìa khổ được vui những việc này đều nằm trên vai bạn nếu như bạn làm không được thì bạn chưa tận hết chức trách đó là việc đáng bị đọa lạc việc này dễ làm hay sao ấn quan đại sư cả đời không làm trụ trì là ý gì là nói cho chúng ta biết cái chức trách này không dễ làm nếu như làm không tốt thì lỗi lầm quá nặng y theo giới luật trong phật pháp mà nói đây là đọa địa ngục là nghiệp tội cực nặng nếu làm tốt thì được vô lượng công đức Trụ trì phương trường thì cũng như là hiệu trưởng Trong một ngôi trường vậy Bạn phải làm thế nào làm tốt cái ngôi trường này Để làm lợi ích cho chúng sanh một phương Cho nên ý nghĩa của câu nói Xảo trá để cầu thăng quan lên chức này là Sâu rộng vô cùng Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi A-di-đà-phật sĩ địa chỉ email vòng cư sĩ a com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật